trên mạng cua đâu mà còn sai món nữa chứ. Mát nhất chắc là sò huyết sốt me đó, nhưng mà hơi ít sốt, còn lại các món khác thì kiểu không có gì. Ngoài đời gì. Ngoài đời cua đâu quán nha mọi người, thật sự là mình không có định review đâu, nhưng mà mình thấy là drama rất là nhiều, mà mình là một đứa rất là sợ dính drama, sợ cái lời qua tiếng lại á mọi người. Nhưng mà mình thấy á là cái quán này đang thật sự rất là hot mà rất là hợp với kênh của mình luôn, nên hôm nay mình xin mạn phép review món này và xin không được dính bất kỳ drama nào hết nha. Đây là review theo cảm nhận của mình là người mua cái món này, mình được quyền, được đủ tư cách để review nó là ngon hay là dở là tùy theo khẩu vị của mình nha. Và đặc biệt là mình thấy rất là nhiều bạn TikTok review quán này rất là nhiều, nhưng mà thấy hết kiểu ăn cũng được nè, ăn cũng ngon nè, món này cũng được nè, muốn lạ, nên là mình không biết ủa là thật sự có ngon hay không, mà nó ngon như thế nào, nó lạ như thế nào. Rồi có được một hai bạn review rất là chân thật luôn, là review từ cái quán này có vệ sinh hay không, là có món ăn này nó ngọt ngọt mặn chua cay thế nào. Mình rất thích kiểu review đó, review là phải như vậy để cho người ta biết là cái món này hợp với mình hay không, món kia có hợp với mình hay không. Ok, lời qua tiếng lại không bằng một mình tự review. 129 89 69 69 nha mọi người. Trời. Cái từ mà mọi người sẽ nghe được nhiều nhất đó chính là hơi ngọt nha mọi người ơi, hơi ngọt nha. Mà cái này á, mình với mình á, một đứa mà chuyên về cái sự review là ngọt á, thì mình thấy cái ngọt này không phải là ngọt của hải sản mà ngọt của đường nha mọi người. Với mình là nó thiếu độ cay, thiếu độ chua, thiếu độ ngọt của hải sản, mà nó bị ngọt của đường, và cái hải sản cũng khá là tươi. Rồi ok, bây giờ món tiếp theo là món mắc nhất trong đây, đó chính là ốc hương trứng muối mọi người. Nhưng mà mọi người nhìn vô đây, nhìn vô mọi người có thấy sốt nè, trời đất ơi rất là ít sốt nha mọi người ơi, rất là ít sốt luôn. Mà mình đã thử sẵn bánh mì rồi, mình tưởng là có sốt nhiều lắm, những cảm giác là nó hơi bị ngọt. Nhưng mà cái điểm cộng là hải sản khá là tươi, dai dai nha mọi người. Nhưng mà cái con ốc á và cái trứng muối nó chưa thật sự hòa quyện vào nhau, giống như là ốc một đằng mà cái sốt một đằng, nó không có thật sự thấm vô mọi người. Nên là mình ăn á, cái sốt á với mình á thì nó cũng có vị trứng muối, cũng có vị hơi sữa sữa, nhưng mà nó bị hơi ngọt ngọt, nhưng mà nó thiếu cái vị đậm đà. Đây là cái vị hơi mặn mặn nhẹ, còn đây nó hơi bị thiên về ngọt ngọt và béo béo nha mọi người. Nên là ai thích ngọt ngọt và béo béo thì nó sẽ rất là hợp với món này. Sẽ có rất là nhiều người nói là tại sao mình Hoàng Anh ăn gì cũng chê, không phải là chê mà đây là sự góp ý, giống như là ví dụ mà những bạn mà thích ăn ngọt và thích ăn béo thì món này là tuyệt vời, còn những cái bạn mà cảm thấy là cần có sự đậm đà hơn thì món này có thể là một cái món chưa đạt được cái mong muốn của mọi người. Có thể là nhiều bạn sẽ nói là bạn mua về nhà nên ăn nó không còn ngon, nhưng thật sự là mình ăn ốc ở nhà rất nhiều lần và nhiều quán vẫn ngon như bình thường nha mọi người. Có thể nó sẽ không nóng được như vậy thôi, nhưng mà nó ngon. Nhưng hôm nay mình đã không gọi những món nướng, tại những món nướng sẽ làm cho đồ ăn bị nguội, nó sẽ mất đi cái hương vị. Còn đây những món xào thì thường ngày mình cũng ăn nhiều cái món xào mà mua về nhà ăn vẫn ngon như bình thường thôi. Ok nha, nên là đừng ai nói là mua về nhà nó không còn cái vị ngon như lúc ở quán. Thì đúng là nó sẽ như vậy, nhưng mà nó sẽ chênh lệch một chút xíu thôi, không thể nào chênh lệch quá nhiều ở quán mà quá ngon quá thì ăn quá ngon còn bị nha, dở ẹt là không được nha. Rồi chấm cái sốt vô nó ngon liền luôn hả? Cái sốt đây làm rất là đậm đà và rất là ngon, cái sốt đây nha, ngon nha. Cái sốt này rất là ngon. Có một cái món ở đây rất là hot đó chính là món tôm càng đúng mọi người, nhưng mà hôm nay khi mình tới á thì chưa có món đó nha, chưa là 6 giờ mới có. Cái sốt đỏ ngon hơn nha mọi người, sốt này thì nó bị ngọt quá. Ốc móng tay xào rau muống nha mọi người. Rồi, chấm sốt vô. Cái vị ốc á rất là vừa phải, đậm đà, nói chung đem gia vị rất là ok. Nhưng mà không biết tại sao á, cái phần rau muống ăn vô với cảm nhận được vị dầu thôi, chứ gia vị thì nó không có được thấm vô cái rau muống này cho lắm. Cái sốt ở đây nó dậy mùi hương vị làm cho cứu tất cả các đồ ăn, nếu như bị lạc thì chấm với sốt là ăn sẽ thấy ngon liền. Sò huyết nha mọi người, sò huyết. Ok, bây giờ mình sang thử. Bây giờ mình sẽ lấy miếng sốt. Đó. Sẽ thật sự là nhìn rất là sạch sẽ nha, từ cái vỏ cho đến cái ruột bên trong rất là sạch sẽ. Nếu như dành cho những người mà không đòi hỏi quá sự cầu kỳ cũng như là những mới lạ trong món ốc thì quán này ăn cũng được. Họ đã ăn rất nhiều quán ốc rồi. Với cái món sốt trứng muối này thì xin lỗi nha, ốc Thúy là số 1, ốc Thúy quận 4, không ai qua được món đó hết. Đáng đồng tiền vì cái sốt rất nhiều, phô mai cũng nhiều mà sốt trứng muối cũng nhiều. Còn với mình ở đây á thì sốt quá ít và nói chung là nó không có thấm vào nhau. Ba món này thì ăn cũng được, không có gì đâu quá chê hay là quá khen. Cảm ơn mọi người đã coi clip của mình. Bye bye, và xin được nói là mình không gây drama với bất kỳ ai, nên là đừng ai kêu tên gọi tên mình nha. Bye bye.